Gia đình Phạm Thoại từng nghèo khó, vướng cảnh nợ nần, được MC Quyền Linh giúp đỡ ăn gian để có tiền. Vậy sao mình mới nhận ra được rằng là Quyền Linh ăn gian? 1 phút 29 giây! Anh hẹn là coi đồng hồ đi, tao có ăn gian đâu. Lúc thật ra mình không có quyền làm điều đó, nhưng mà lúc đó Linh thấy tao khổ quá rồi. Mà cái số 100 triệu đúng, hồi đấy đối với gia đình mình rất là to. Nay nhìn Phạm Thoại, cộng đồng mạng gật gù khâm phục. Như em đã nói rồi mà, gần như là mình ở dưới đáy xã hội rồi mà. Thì bắt buộc mình phải bất chấp thôi. Phải làm tất cả mọi thứ để có thể là kiếm được nhiều tiền hơn. Có người trả mình 1 tỷ cho 4 cái livestream. Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip Quyền Linh cãi nhau với ban tổ chức của một chương trình vì muốn giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Phạm Thoại nói gia đình anh là nhân chứng sống trước việc Quyền Linh giúp đỡ gian lận. Theo đó, Phạm Thoại kể lại rằng năm 2011, bố anh bị bệnh liệt do tai nạn nghề nghiệp nên được ưu tiên cho gia đình anh. Phạm Thoại nói gia đình anh nghèo lắm. Ngày xưa, con số 100 triệu rất là to bởi bố anh bị bệnh, vay nợ rất là nhiều. Anh nói tham gia chương trình có MC Quyền Linh ở vòng thứ 2 thì thua cứ tưởng đâu là không có tiền, nhưng nam MC đã cứu gia đình Phạm Thoại ăn gian số dây để giúp cho gia đình anh có tiền. Đến Phạm Thoại cũng thấy đứng hình trước hành động của MC Quyền Linh nữa. Anh tưởng đâu đồng hồ sai hay bị lỗi. Về sau Phạm Thoại mới biết sự thật MC Quyền Linh ăn gian. Phạm Thoại chia sẻ, sau giây phút đó, anh vô cùng vui. Ở vòng bốc thăm, MC Quyền Linh cũng ra hiệu để cho gia đình Phạm Thoại bốc lá thăm nhiều tiền. Theo Phạm Thoại thì hay nói Quyền Linh ăn gian, nhưng sự ăn gian này lại có ích cho bà con. Có thể thấy, Phạm Thoại kể lại câu chuyện này, trông anh thể hiện rõ sự biết ơn mà Quyền Linh đã từng giúp đỡ cho gia đình mình. Với những chia sẻ của Phạm Thoại thì nhiều người bày tỏ, nên bây giờ chú có hai cô con gái xinh vậy đó, đều do phúc đức của cha để lại. Đúng nha mọi người, có đợt chú Quyền Linh về quê tui cũng vậy, cũng để cho tháng á, cây xanh thì lá cũng xanh. Cha mẹ hiền lành để đức cho con, nhìn hai cô con gái của chú mà xem ạ, phúc hậu lắm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen cho Phạm Thoại. Với một người khó khăn, sống trong ngôi nhà còn sợ bão sập, ngày bé cũng không có sữa uống, phải nghỉ học đại học và từng làm nhiều công việc để phụ giúp mẹ trả nợ hay lên chương trình để có tiền trang trải. Lúc không có tiền thì toàn là đi vay, hết vài triệu rồi đến vài chục triệu, vay từ nơi này đến nơi khác. Thì sau nhiều năm, Phạm Thoại lại kiếm toàn tiền tỷ. Phạm Thoại từng tiết lộ anh nhận được lời đề nghị trả thù lao 1 tỷ đồng cho 4 lần livestream. Thế nên, con số 100 triệu đối với Phạm Thoại giờ đây cũng là điều dễ dàng có được. Vay ngân hàng, tiền thuốc, tiền men mỗi ngày mấy triệu đồng. Nợ ngân hàng tiền tỷ. MC Quyền Linh thì có lẽ là một trong những người nghệ sĩ hiếm hoi ăn gian và cãi nhau với ban tổ chức của chương trình mà anh tham gia. Quyền Linh cũng thú nhận anh ăn gian rất trắng trợn, đó giờ ít ai mà ăn gian lại được cổ vũ như MC Quyền Linh. Anh làm chương trình cho người nghèo thì thôi cho người ta nhiều tiền chút đi. Cái khó khăn mới cho người ta lại phải tất cả đi. Làm cho ít quá cho nghiệp ta. Còn bây giờ thực ra nếu mà mấy anh em cho người ta thua thì thôi tôi khỏi làm chương trình luôn. Còn bạn thấy sao về những chia sẻ của Phạm Thoại về việc được MC Quyền Linh giúp đỡ? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!